Chiều ngày 9 tháng 12, nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ, khiến gia đình, các nghệ sĩ và khán giả vô cùng bàng hoàng, thương xót. Tang lễ tại Việt Nam của cố nghệ sĩ diễn ra vào ngày 12 tháng 12, với sự có mặt của rất nhiều nghệ sĩ và khán giả. Là người em thân thiết với nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Minh Tuyết không tránh khỏi cảm xúc đau buồn khi hay tin dữ. Chia sẻ với báo chí về tình hình hiện tại của bà xã cố nghệ sĩ tại Mỹ, ca sĩ Minh Tuyết cho hay, tôi là người rất thân với vợ chồng anh Chí Tài, nên thường gọi điện cho chị Phương Loan, vợ anh là bé heo, nickname thân mật của chị ấy. Mấy anh em tôi chơi rất thân với nhau, tôi coi anh Chí Tài như người anh ruột của mình. Ngay khi được tin anh Chí Tài mất, tôi đã đánh máy bay về Việt Nam. Tôi không bao giờ dám nghĩ điều này là thật sự. Tôi bàng hoàng, nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc chiêm bao, không dám coi đó là sự thật. Tới tận trước ngày bay về Việt Nam, ngồi trong phòng trà tôi mới thực sự đau xót. Cuộc đời này sao mà vô thường quá. Cảm giác của tôi bây giờ buồn vì anh Tài mất một phần, nhưng buồn nhiều hơn khi nghĩ tới chị Phương Loan. Tôi cũng giống chị Loan, phải xa ông xã đến 2 tháng rưỡi rồi. Cảm giác người thân nhất của mình chỉ vì có hai vợ chồng sống với nhau ra đi, chưa kịp gặp mặt đau lòng lắm. Ca sĩ Minh Tuyết cho hay, bà xã của Chí Tài không khóc nổi, ngất lên ngất xuống trước sự ra đi của chồng. Tôi có nói chuyện với một số anh chị em đồng nghiệp bên Mỹ và biết được rằng chị Loan buồn tới mức khóc không nổi, chị ấy điếng người, đứng ngồi không được, ngất lên ngất xuống. Về chuyện đưa linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài qua Mỹ, ca sĩ Minh Tuyết cho biết, nhiều người hỏi tại sao gia đình không để thi hài của anh lại Việt Nam cho người hâm mộ đến viếng. Mọi người không hiểu rằng người ở bên anh Tài nhiều nhất, mong muốn được gặp anh nhiều nhất lúc này là chị Loan. Chị Loan đến giờ phút này anh Tài mất đã mấy ngày rồi, chị ấy vẫn chưa được gặp chồng và ở bên anh. Đó là cảm giác khủng khiếp nhất. Tôi hiểu được cảm giác đó của chị Loan. Khi người mình sống cả cuộc đời với một người mà khi người đó ra đi chỉ còn lại một mình thì cảm giác đó thực sự kinh khủng lắm. Tôi mong cho mọi người hiểu được cho hoàn cảnh của chị Loan. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.